Xin chào các cô gái xinh đẹp. Thời gian gần đây, có lẽ Charlotte Tilbury Matte Revolution là thời son high-end mình nhận được nhiều yêu cầu swatch nhất. Và vì mình biết là rất nhiều bạn đang ngóng chờ thời son này lên sóng, nên lần này mình đã quyết định cắn răng, nuốt nước mắt, dành hẳn riêng một video swatch luôn đây. Bảng màu son hiện tại gồm có 10 màu tất cả, và mình sẽ swatch 6 màu mà bản thân cảm thấy dễ dùng nhất. Nếu như bạn đã xem video tổng hợp các thỏi son yêu thích nhất năm 2015 thì cây son này cũng nằm trong danh sách đấy. Tuy nhiên tại thời điểm ấy thì mình mới có duy nhất một cây sexy Sienna này thôi mà đã cảm thấy thích mê rồi. Yếu tố thứ nhất chính là màu son lạ. Đây là tông màu san hô căm hồng mà mình vẫn tìm kiếm bấy lâu nay. Dùng make up kỹ hay không thì màu son này vẫn rất dễ dùng. Tùy sắc tố môi từng bạn mà tông cam lên nhiều hay ít hơn đấy nhá. Ngoài ra thì mình thấy vô cùng ấn tượng với thiết kế vỏ tròn vàng dọc dọc ở thân, không dễ bị lẫn với son nào khác cả. Mặc dù thật lòng thì mình vẫn mong là thỏi son này nặng hơn một chút với mức giá high-end như thế này. Vì khi cầm lên tay trông thấy khá nhẹ và son ở trong có phần hơi lỏng, thậm chí cây Lost Cherry của mình còn bị chạm nắp do vận chuyển nữa. Điểm yêu thích tiếp theo đó là đầu son mang một cái dáng khuôn riêng biệt, vuông vuông trụ trụ nhưng vẫn có thể viền môi dễ dàng, không gây chút khó khăn nào cả. Sau khi quyết định sở hữu tiếp 5 màu son còn lại thì mình mới thật sự bất ngờ về chất son. Nếu lúc trước thích 1 thì bây giờ thích 10 luôn. Vì chính xác thì Sexy Sienna là thỏi son dễ gây bột nhất trong tất cả các màu. Khi dùng riêng thỏi đó mình chưa có sự so sánh, nhưng đến bây giờ khi đem lên bàn cân với các màu còn lại cùng dòng thì đúng là chất son rõ ràng không sánh bằng. Cũng chính vì lý do mà mình đã liên tục nhắc tới, đó là màu son san hô sáng thường gặp tình trạng kiểu như vậy. Bạn nào đang có ý định thì nhớ cân nhắc kỹ nhé. Không phải kiểu siêu bột đâu, nếu môi mịn màng thì son vẫn lên khá mướt, chỉ là không mịn bằng các màu còn lại thôi. Màu son không lên đậm ngay từ lần quệt đầu tiên đâu. Nếu bạn muốn màu đậm và rõ hơn thì có thể trồng liên tục 3 đến 4 lớp lên. Màu son của một lớp duy nhất sẽ khác đôi chút so với 4 lớp đấy. Nếu chỉ đi học và muốn sử dụng một gam màu nhẹ nhàng thì bạn chỉ cần tô nhẹ một đường và bặm môi lại. Còn nếu bạn thích nhìn màu son đậm thật đậm như Trang đang swatch thì cứ trồng dần đều lên là được. Sau lần test này thì mình đang rất cưng bạn Walk of Shame. Một phần vì thời gian gần đây Trang đang nghiện các tông son kiểu thế này. Wow, đẹp mê ly. Từ nãy đến giờ liệt kê ra nhiều cái thích quá. Nhưng mà biết sao được, bởi vì mình thật sự thích mê cây son này. Mặc dù là son lì nhưng khi thoa lên môi son sẽ không bám chặt làm lộ vân môi. Ngược lại mang đến một cảm giác rất nhẹ ở đằng khác. Mình cũng thấy son có một độ ánh lên nhất định. Nhưng mà không phải là bóng, chỉ một chút xíu ánh kiểu 3D tạo cho người dùng cảm giác môi đầy đặn quyến rũ hơn. Và dù có để cả ngày thì môi cũng không hề bị khô đi chút nào. Đây có lẽ cũng là một điểm mạnh của em son này. Thử nghĩ mà xem, sau nhiều giờ đồng hồ, bạn chạm tay lên môi mà vẫn thấy môi căng mịn, không có dấu hiệu bị nứt vẩy gì cả. Cảm giác đấy thật thoải mái biết bao. Hiện giờ mình đã sở hữu hết những màu mà mình ưng nhất của bảng son này rồi. Vậy nên câu trả lời cho câu hỏi có mua thêm hay không còn phụ thuộc vào việc hãng có tung thêm màu mới cho dòng Matte Revolution này không. Nếu là một tông màu lạ lạ nữa thì chắc chắn mình sẽ thử. Hy vọng phần swatch lần này sẽ giúp quyết định của bạn phần nào dễ dàng hơn. Mình hiểu mỗi khi đứng trước một thỏi son high-end là phải đau đầu thế nào mà. Và giờ thì mình phải nhịn ăn uống nước rồi đây. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video này. Bye bye!